Ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Đức, 40 tuổi và Lã Thị Tuyết, 48 tuổi, cùng trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 6, tại đường tuần tra khu vực gần mốc 792, cách đường biên giới Việt Nam-Lào khoảng 300 mét, thuộc địa phận Thôn Lệch, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, phòng BC04, công an tỉnh Kon Tum, bắt quả tang Đức và Tuyết đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ là 34 bánh heroin có trọng lượng hơn 11 kg. Các đối tượng khai nhận cả hai đã lên xe khách đi từ tỉnh Thái Nguyên vào tỉnh Kon Tum, sau đó các đối tượng được dẫn sang tỉnh Viêng Chăn, Lào và nhận ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch trước khi vận chuyển thuê với tiền công là 340 triệu đồng. Ngày 4 tháng 7, ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng đồn biên phòng Ymer, đồn 729, đóng tại xã Ymer, đã phát hiện bắt giữ 8 đối tượng, mang theo 4 khẩu súng tự chế, 24 viên đạn và 4 vỏ đạn màu đồng, loại tự chế, vào khu vực biên giới xã Ymer, huyện Chư Prong săn bắn thú rừng. Các đối tượng này gồm Triệu Văn Quảng, 35 tuổi, Bàn Văn Hương, 28 tuổi, Đặng Quý Lâm, 23 tuổi, Triệu Kim Ngân, 23 tuổi, Triệu Văn Khoa, 26 tuổi, Triệu Dân Thành, 25 tuổi, Đặng Dân Song, 27 tuổi, Đặng Dân Lâm, 26 tuổi, cùng trú thôn 8, xã Ymer. Triệu Văn Khoa khai có cất giấu tại nhà một khẩu súng độ chế đã tháo rời và cất dưới ván gỗ. Theo ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Chư Prong, mới đây huyện ủy có văn bản chỉ đạo các địa phương tuyên truyền dân không lên khu vực biên giới, nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ cho công an. Bên cạnh đó, huyện ủy yêu cầu các đồn biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, trục xuất các đối tượng vi phạm khu vực biên giới và xử lý nghiêm theo quy định. Rạng sáng ngày 4 tháng 7, một vụ cháy xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, khiến một xe tải chở than cháy gần như hoàn toàn. Thông tin ban đầu khoảng 3 giờ cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 43H01196 do tài xế Phạm Khải, 32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên, điều khiển từ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai về thành phố Đà Nẵng. Khi đến địa phận thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, thì xe bất ngờ bị bốc cháy ngùn ngụt phía sau thùng xe. Trên xe chở 15,5 tấn than cà phê, ngọn lửa gặp than bùng cháy dữ dội. Tài xế Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do lửa bốc cháy từ lượng than phía sau thùng xe. Ngày 4 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này vừa bị chi bộ, nơi ông Đô sinh hoạt, quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Đô bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, đầu năm 2023, có đơn tố cáo của người dân về dấu hiệu vi phạm của ông Đô. Khi thấy có cơ sở, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đô. Qua kiểm tra, phát hiện ông Đô không kê khai tài sản đúng quy định gồm 3 thửa đất và công trình điện năng lượng mặt trời, trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng ở xã Khánh An, huyện U Minh. Ngoài ra, trong dự án năng lượng điện mặt trời, ông Đô còn bị phát hiện một số sai phạm như hợp đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời thiếu các hóa đơn, điện mặt trời áp mái nhưng thực tế không đúng quy định. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương vừa mời Đàm Thanh Tùng, sinh năm 1988, trú tỉnh Quảng Bình, lên làm việc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 2, khi lên mạng xã hội, thấy chị Minh ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương có viết những câu hỏi gửi lên nhóm Facebook luận quẻ kinh dịch để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai. Tùng đã sử dụng tài khoản Facebook Anh Minh, nhắn tin với chị Minh và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai chị. Tin tưởng là thật, chị Minh đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của Tùng để làm các thủ tục sắm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai với tổng số tiền hơn 86 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, số tiền chiếm đoạt trên 200 triệu đồng.
Liên tiếp những ngày gần đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận nhiều trường hợp nuốt phải dị vật trong thức ăn, gây tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng. May mắn là các trường hợp đều được cấp cứu, điều trị kịp thời, nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Điển hình là trường hợp bệnh nhân 86 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng tổn thương đường tiêu hóa do mảnh vỏ sò do ăn cháo hải sản và đã nuốt vỏ sò vào bụng. Một bệnh nhân khác, 60 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng bị đau vùng mông trái và vùng bụng dưới bên trái. Khi khám hậu môn, bác sĩ đã lấy ra một mảnh xương cá dài 3cm trong lòng trực tràng. Mảnh xương cá này đã đâm thủng trực tràng và tạo ổ áp xe ở thành của trực tràng. Theo tiến sĩ bác sĩ Mai Phan Tường Anh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định, để tránh nuốt các dị vật này thì khi ăn uống mọi người cần cẩn trọng. Nếu có thói quen xỉa răng bằng tăm thì nên chọn loại tăm bằng tinh bột, để khi lỡ nuốt phải thì tăm sẽ tan trong cơ thể. Nếu trong nhà có người cao tuổi, trẻ nhỏ thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm kỹ, cần lưu ý không nên cắt nhỏ vỉ thuốc để tránh việc không để ý mà nuốt cả vỏ thuốc.